Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của Minh TV Tunes. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30 mỗi thứ hai, thứ năm hàng tuần. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của Minh TV Tunes. Như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Headstone. Mời các bạn. Mở đầu chuyên mục Headstone năm nay thì mình có một số cái đầu code, đầu nối nhanh, những cái kho co nối, khớp nối. Và tổng trọng lượng của những cái đầu co này nó khoảng tầm gần 2 kg các bạn. Gần 2 kg. Ok. Gần 2 kg. Rồi. Thì trong đây nó cũng có đa số rất là nhiều size, đa phần là chân 13 các bạn thông dụng, và những cái đầu này là nối nhanh, các bạn nhét ống vào là nó tự động kết nối thôi. Chân này chân đen 13 ha. Thì một số cái này nó 17 nè, 17, 16, 17, những cái coil L này, những cái đầu đuôi đực bằng nhựa các bạn, bằng nhựa, và cái đầu phần còn lại là nối ống nhanh ha. Nhét ống vào là nó sẽ kết nối, khi tháo ống là chúng ta đè cái phần cái vòng này xuống là chúng ta rút ống ra thôi. Nhắc lại tổng trọng lượng của những cái này là nó rơi vào gần 2 kg bạn, gần 2 kg ha, gần 2 kg. Ok, cái này giao lưu cho bạn với giá là 390.000, 390.000. Rất là nhiều cái các bạn, nhiều khi chúng ta cần thiết chúng ta không phải đi chợ, chạy đi chợ đi mua ha, chúng ta có sẵn ở nhà để chúng ta kết nối, chúng ta sử dụng. Những cái co răng trong 13, răng ngoài 17 nè, bằng đồng hết các bạn, đồng thau, và những cái này là hàng chin, tháo từ máy Nhật các bạn. Những cái chân nhỏ này cũng rất là hiếm gặp luôn nè ha, chân răng nhuyễn, chân nhỏ nè. Này nó xài những cái ống to, ống này nó khoảng tầm 10 ly, ống 10 ly. Những cái co L đuôi đực bằng nhựa. Ok, nhắc lại giao lưu cái mớ này là 390.000 các bạn, giống như giá cân đồng ở này cũng 200 mấy chục ngàn ha, gần 2 kg, gần 2 kg nha các bạn. Nhiều khi chúng ta cần, chúng ta đi chợ chúng ta mua những cái co này một cái cũng mấy chục ngàn một cái các bạn ha. 390.000 các bạn có một cái hộp gần 2 kg những cái co của Nhật bằng đồng thau. Ok, 390.000. Thanh 500, thanh 500 trắng, thì mình vẫn còn để mà phục vụ cho các bạn, và hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem về cái lực hút mạnh của nó như cỡ nào ha. Đây là cái phần này không có cái phần mút xốp, các bạn thấy không, không có phần mút xốp. Và chiều dài kích thước đó mình sẽ đo lại cho các bạn, đó là chiều dài 76 cm các bạn, 76 cm. Cái phần bảng thanh inox phía sau này là được 6 cm nha. Còn cái phần thân của cái 500 này nó khoảng 4 cm thôi. Nhưng mà cái lực hút của nó rất là đáng quan tâm các bạn. Đây là cái cần đầu 3/4, thì các bạn biết cái lực nó cũng, trọng lượng của nó cũng nặng cỡ nào ha. Ok, chúng ta phải treo tuôn, làm cái bảng treo tuôn, các bạn hít nó vào, treo thoải mái những cái đồ nặng, những cái tuôn nào đó chúng ta có thể dắt trên những cái bảng tuôn của mình, trên những cái xe đẩy sửa chữa, để chúng ta để dắt tuôn là lấy nó rất là thuận tiện các bạn ha. Ok, thì nó ứng dụng cho nhiều cái vị trí công việc khác nhau, rồi chúng ta treo tuôn, treo đồ gì đấy rất là hiệu quả. Và cái thanh 500 này nó có cái phần inox phía sau này nó dày tới 6 ly các bạn ha. Inox này dày tới 6 ly. Giá giao lưu cho bạn vẫn là 680.000 cho một thanh nha các bạn. Của Hàn Quốc nha, cái này của Hàn Quốc nha. Ở trên cái thanh inox này nó có những cái lỗ này nó khoảng tầm 5 ly các bạn. 5 ly để các bạn có thể chúng ta bắt kết nối những cái vít lên cái bảng vách treo tôn bằng gỗ hay là bằng kim loại nào đó tùy. Và ở đây là cái miếng xốp để nó giảm bớt cái lực hít của nó thôi.
tuy nhiên nó vẫn xuyên qua cái tấm xốp dày cỡ 8 ly các bạn ha. Lực hít của cái thanh 500 này phải nói là rất là mạnh nha các bạn, rất là mạnh. Ok, chúng ta hít những cái tuôn thì phải nói là tuyệt vời. 680.000 cho một cây, dài 76 cm. Ok, còn một vài cây thôi nha các bạn, còn một vài cây thôi nha. Rồi các bạn lưu ý cái 500 lực hít nó mạnh thì nó cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta cầm nắm mà đi ngang những cái đồ mà có nhiều kim loại á, thì chúng ta nên cẩn thận, nhiều khi nó hít mình vào mình không có phản xạ kịp, nó rút cái tay kẹt tay ha, dập tay luôn đó nha. Ok, một vài cái hộp tarot, mũi tarot của Nhật, nhưng mà cái này thì nó lại dùng hệ in, và hệ in thì chúng ta rất là khó đi mua ở trên thị trường những cái mũi xịn chất lượng như thế này nha các bạn. Ở đây mình có hai cái size thông dụng mà chúng ta hay bắt gặp. Thứ nhất là 1/4 in, tức là 6 ly 3. Đây là những cái hộp này là 1/4 in, tức là 6 ly 3 nha các bạn. 6 ly 3 chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều trên nhiều cái chi tiết, nhiều cái thiết bị thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái mũi 6 ly 3, mũi tarot 6 ly 3 như thế này. Thì những cái này đã qua sử dụng rồi, nhưng mà tình trạng của nó cũng còn khá đẹp các bạn. Một hộp như vậy thì nó bao gồm khoảng 2, 4, 6, 8, 10 mũi các bạn. Một hộp như vậy là bao gồm 10 mũi nha, 10 mũi 6 ly 3, 2 size 6 ly 3, và cái này là nó 4 ly, tức là nó khoảng tầm 39 mấy các bạn, 4 ly, 5/12 inch, 5/12. Thì những cái dạng me xoắn như thế này thì chúng ta có thể dùng để tarot nhôm khá là nhẹ, hoặc là chúng ta dùng cho máy các bạn. Các bạn dùng cho máy dùng cho máy nha. Thì cái size nhỏ này 10 mũi cũng là một hộp, nó cũng là 10 mũi các bạn, một hộp cũng là 10 mũi ha. Cái này thì me dạng me thường chúng ta quay tay, còn cái dạng mà me xoắn này thì chúng ta dùng cho máy cũng được, tay cũng được, nhưng mà chính của nó là phải dùng cho máy là chính nha các bạn. Cái dạng me xoắn như thế này, hoặc là các bạn dùng để tarot nhôm thì nó khá là nhẹ vì nó thoát phôi tốt nha. Cùng một size hết tất cả là 5/32 các bạn, 5/32. Và me xoắn này thì mình có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 hộp, và chỉ có một hộp me thường dành cho tay ha. Nhắc lại 5/32 inch. Ok, cái loại này thì giao lưu cho các bạn với giá là 150.000 một hộp ha, 150.000 một hộp. Còn cái loại 6 ly 3 thì giao lưu cho các bạn với giá là 200.000 một hộp, 10 mũi nha các bạn, 10 mũi 200.000, 20.000 một mũi rồi. 6 ly 3 200.000 một hộp. Loại nhỏ này thì 150 một hộp rồi. Rất là chất lượng các bạn. Nhắc lại những cái mũi hệ in như thế này thì đôi lúc chúng ta sẽ bắt gặp những cái con bù lông hệ in của Nhật thôi, nhưng mà vẫn dùng hệ in, tức là những cái sản phẩm mà sản xuất trước đây họ xuất cho những cái thị trường Mỹ, Anh, những cái nước mà dùng cái bù lông hệ in đó, thì bắt buộc họ phải theo cái tiêu chuẩn của cái quốc gia họ nhập cái sản phẩm đó vào. Thì đôi lúc chúng ta sẽ gặp những cái con bù lông như thế, thì chúng ta sẽ có những cái mũi tarot để chúng ta xử lý nha. Ok, 150.000 cho cái size 5/32 inch, 5/32 inch, và 200.000 cho cái size 1/4 inch, tức là 6 ly 3 các bạn, 6 ly 3 một hộp. Vậy là 10 mũi nha các bạn, một hộp là 10 mũi. Tiếp tục chúng ta đến với những sản phẩm đồng giá, và mức giá lần này của chúng ta là 150.000 cho mỗi sản phẩm. Mời các bạn. Bốn cái chân cân bằng các bạn. Một bộ chân cân bằng. Cái này ti là 12 ly. Độ dài của mỗi cái chân này là nó cao được 12,5 các bạn, 12,5 cm nha. Và cái chén trụ phía dưới này nó có đường kính là 55 ly ha, một bộ 4 cái, 150.000 rồi, 150.000.
chúng ta dùng để bắt cho những cái bàn, những cái chân máy vân vân, để chúng ta điều chỉnh cái độ cân bằng. Khi mà cái mặt sàn chúng ta nó không có phẳng đó, thì chúng ta sẽ dùng những cái chân trụ như thế này giúp cho cái máy mình nó sẽ vững hơn, cân bằng hơn. Đây 150.000. Một cái càng cua bẻ sắt size 10 ly các bạn ha. Mới tinh chưa sử dụng nha, mới tinh chưa sử dụng. Và một cái mỏ lết mini của Hitro 100 ml size nhỏ nhất các bạn, 4 inch của Nhật nha. Rất là dễ thương. Chúng ta có thể dùng làm móc chìa khóa nè, để thỉnh thoảng đi mình mở những cái chi tiết gì đó nó nhỏ nhỏ, vừa với lại cái khẩu của nó các bạn, vừa với lại cái khẩu miệng của cái mỏ lết này. Ok. Hitro logo JS, chất liệu đó là thép CRMO là chrome molybden đó các bạn. Ok. Chrome molybden 150.000 cho cái combo này. Một cái giũa form dùng để giũa gỗ các bạn, của Shinto made in Japan ha. Chúng ta có hai cái mặt giũa khác nhau. Một bên là mịn hơn hoặc là một bên là thô hơn. Dùng để giũa form gỗ này kia đó ha. Giũa form gỗ của Shinto nha, từ Shinto của Nhật nha. Cái đầu này nó bằng đồng luôn các bạn, cái chốt này bằng đồng luôn nè. 150.000 cho cái giũa của Shinto. Ok. Một cái combo này, đây là một cái ke gốc, một cái ke gốc và một cái thước gốc. Nhưng mà cái thước gốc này thì cần phải được nắn chỉnh các bạn, nó bị đè cấn, nó không còn vuông gốc nữa. Thì chúng ta để cái thước vuông gốc này vào, chúng ta sẽ thấy được cái nó bị lệch nè. Và cái thước này nó bằng đồng nha, cái thước này nó bằng đồng của Nhật. Còn cái ke gốc này là cái phần này là bằng thép, phần này là bằng nhôm của Đức nha các bạn, Đức nha, Germany. Thì chúng ta về chúng ta dùng cái ke này để chúng ta nắn chỉnh cái thước gốc này cho nó về đúng lại cái vị trí góc vuông của nó ha. Các bạn có thể kẹp, chúng ta gò, chúng ta chỉnh được. Tại vì cái này nó bằng đồng thì đồng nó có cái độ mềm, chúng ta chỉnh nó dễ hơn là cái thước mà nó dạng bằng thép trắng nha các bạn. 150.000 cho cái cặp này nha. Một cây ke gốc của Đức và một cây thước của Nhật bằng đồng nha. Cái thước này bằng đồng nha các bạn. 150.000 cho cái combo này. Lưu ý ha, là cái này phải về cần phải chỉnh sửa nha. Rồi, một cái kẹp ống của Mỹ, của Mỹ các bạn, thương hiệu nó đây, sản xuất ở Chicago, Mỹ ha. Nó có những cái size như thế này, chúng ta có thể dùng để chúng ta kẹp những cái ống trụ tròn, chúng ta mở thao tác giống như kiểu mở bù rong này kia đó, tháo bù rong, mở bù rong nữa đó, khá là ngon. Cái chức năng chính của nó ban đầu nó là giờ có dụng cụ để kẹp ống đồng, để loe ống đồng đó bạn, để lả ống đồng đó. Nhưng mà giờ nó không còn bộ lả, nó chỉ còn cái bộ kẹp thôi ha. 150.000 cho cái dụng cụ kẹp này của Mỹ nha các bạn. Mỹ ha, hoạt động bình thường nha. Nó có các cái size hệ inch như trên đây. Ok. Rồi 150.000. Một cái cạo ép của Betsay. Betsay Đức. Một cái cạo ép của Betsay Đức. Kích thước như sau. Chiều dài của cái cạo ép này là nó được 27.5 và 27.5 nha. Một cái cạo ép size lỡ lỡ ha, size lỡ lỡ. Bề bản của phần thân này nó được 15 ly. Độ dày của thân là 5 ly nha các bạn. Đây, thương hiệu Betsay Germany. 150.000 cho cái cạo này. Một cái kèm 7 ống. Cái kèm bảy ống à, sơn cái lá cờ kiểu Đức các bạn. Cái này nó có một số cái mã hiệu, cái này dùng trong sân bay các bạn, dùng trong máy bay, đồ nghề máy bay mang ra các bạn. Kẹp bảy ống nè, tháo ống, ống xăng, ống dầu gì đó. Ok. 150.000 cho cái kèm này các bạn. Ok. Một cái bấm ghim U của Max. 150.000 ha. Đây. Made in Japan các bạn. Made in Japan ha. Khá đẹp nha, sơn zin 100%. Kim nó nằm ở đây các bạn. Size kim là 12. Size kim độ dài ngang là 12 và chiều sâu là 10. Ok. 150.000 cho cái bấm ghim U của Max. Hoạt động bình thường nha, hoạt động bình thường. Ok. Cái này dùng để đóng banner quảng cáo.
kiếm những cái gì nó phù hợp với cái độ sâu của cái kim của nó là được ha. 150.000. Một cây búa gỗ của Nhật, dạng cái đầu búa vuông như kiểu búa của Thor ha. Búa gỗ của Nhật, tình trạng cũng còn khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha. Cán còn tem nè, trên đầu búa cũng còn tem nè, size nó 90 rồi đó. Mặt búa 92, chính xác nó là 92. Ok, và chất liệu gỗ nó khá là chắc, đầm nặng tay nha các bạn. Có qua sử dụng rồi ha, sử dụng rồi. Đây, cái này cũng cái dạng cán vừa thôi, không quá dài. Tổng chiều dài của cây búa gỗ này là nó được khoảng 34 cm các bạn, 34 cm ha. Ok, 150.000 cho cây búa gỗ của Nhật ha. Khá là nằm đầm chắc, nặng tay chứ nó không nhẹ nha các bạn. Búa gỗ này chúng ta dùng để tra cán búa, cán rìu vân vân, khá là ngon. 150.000 thôi các bạn, 150.000 thôi. Okay. 12 cái lưỡi cưa của Nachi, máy in sao băng rồi, 12 lưỡi Nachi ha, size 250, độ dài 2,5 tấc, 2,5 tấc của Nhật ha, 12 lưỡi nha, 150.000 cho 12 cái lưỡi cưa của Nachi, thích hợp cho hầu hết các cái size lưỡi cưa, các khung lưỡi cưa, khung cưa của Nhật, của Mỹ, chúng ta đều dùng được nha. Một cái đe phụ dùng để cắm vào cọc, cắm vào cơ đôn đe, có cái mặt như sau. 38 và một cái mặt này là 41. Chiều dài của cái đe phụ này, chiều dài cái đe phụ này là 24,5 cm các bạn. Có hiệu lò, có hiệu lò ở đây ha, hiệu lò ở đây nè. Hàng có thương hiệu ha, hàng có thương hiệu. Mặt còn khá đẹp nha các bạn, mặt còn khá đẹp. 150.000 cho cái đe phụ này ha, 150.000. Một cái xà cây đuôi chuột, dạng dùng để bẫy, dạng bẫy lỗ các bạn, bẫy lỗ ha, bẫy lỗ, cải bét dầu vân vân. Một số anh em chia sẻ về cái cách sử dụng với cái cây xà cầy này. Chiều dài của cây xà cầy bẫy lỗ này là 39 cm nha các bạn, 39 cm. Thân lục giác, thân lục giác 14 ly, thân lục giác 14 ly, tình trạng của nó còn khá đẹp mà, khá đẹp ha. 150.000 cho cây này. Một cái combo mini nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất là dễ thương các bạn. Một cái chữ Y của KDR size 8, 9, 10, những cái size thông dụng, và một cái bộ chìa khóa mở đầu măng ranh với 4 cái size 1, 2, 3, 4. Và với những cái dạng đầu này thường dùng cho những cái đầu khoan của Mỹ, sắc cốp với nhiều cái size khác nhau nha các bạn. Và ở giữa đây chúng ta có một cái lỗ vuông, có thể dùng để tarot, cắm những cái mũi tarot được các bạn. Nha, 5 ly, chân 5 ly. Cắm những mũi tarot như lúc nãy mình giới thiệu cho các bạn đó, các bạn có thể cắm vào đây để chúng ta thao tác, để chúng ta dùng như một cái tay mở đầu vuông. 150.000 cho cái cặp nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ha. Tiếp theo, một cây kèm mỏ quạ của Craftsman Mỹ các bạn, Craftsman Mỹ ha. Kèm mỏ quạ miệng bằng nha, một cái dạng miệng bằng thương hiệu Craftsman USA ha. Độ mở tối đa của cây kèm này, miệng mở tối đa này thì nó được khoảng tầm 36 ly thôi nha các bạn, 36 ly thôi. Chiều dài của cái kèm mỏ quạ này thì nó được 25,5 các bạn, 25,5, thương hiệu Craftsman của Mỹ ha. Miệng bằng nha, nhắc lại miệng bằng. Miệng bằng thì ưu thế chúng ta sẽ kẹp những cái dạng như là bu lông nè, kẹp những cái dạng vuông, vuông cạnh như la này kia đó thì nó ok hơn là chúng ta kẹp những cái ống trụ tròn nha. Và đi kèm chúng ta có một cái điếu của Heiko của Đức các bạn, Heiko của Đức với hai cái size đầu là 10 và 11. Một cái dạng điếu ha của Heiko của Đức ha. Mã là NO530. Đầu 10 11 các bạn, 10 11 ha. Đây, 150.000 cho cái combo này. Đây, đầu 10 ha. Đây đầu 11 nè. Okay. Thương hiệu Heiko, chất liệu chrome vanadium. 150.000 cho cái combo này các bạn. Một cái thùng nhựa của Maiho cũng đồng giá 150.000 luôn các bạn. Tuy nhiên nó to, nó cồng kềnh nên mình không có xếp vào trong cái đây được. Giới thiệu luôn cho các bạn. Maiho made in Japan và cái size thùng, để mình xem họ có ghi này, có ghi trên đây luôn các bạn. 315, 187, 150, đó là kích thước của cái thùng này ha. Thương hiệu Maiho của Nhật ha. Không có bị nứt bể vỡ nào hết nha các bạn.
Bên trong nó có cái khay nhỏ, nhưng mà cái khay này không phải là cái khay để đặt vào đây nha các bạn. Tại vì các bạn nhìn nó không có cái gờ, nó không có cái gờ. Thường nếu mà cái khay phải xếp dừa thì sẽ có cái gờ đỡ. Tuy nhiên cái khay này cũng là cái khay zin của nó, nhưng mà nó là cái dạng mà để những cái tool lặt vặt nhỏ nhỏ nào đó các bạn xếp nó vào thôi. Ok. 150.000 cho cái hộp này. Kích thước nhắc lại cho các bạn, lấy cái thước ra kéo cho mình ha. Các bạn nào ở nhà chúng ta xem, chúng ta thấy lấy cái thước ra, chúng ta cầm để chúng ta kéo để chúng ta hình dung. Đây, có đóng đèn mắt in giá băng trên cái thùng này luôn rồi. Giá băng ha. Đây cái tem cũng là giá băng. Kích thước nhắc lại là 315, 187 và 150. Ok. Hai quai ha, phía trên nóc nó có hai quai. Ha, bản lề chạy xuyên suốt. Ok. Trăm rưỡi ngàn các bạn. Một cây súng bắn keo silicon đến từ Anh nha các bạn, Made in UK ha, Made in UK. Chất liệu của cái phần khung cò bóp này là bằng nhựa các bạn, bằng nhựa ha, nó có cái độ dẻo đàn hồi, tuy nhiên khá là dai và bền nha các bạn. Thương hiệu ở đây, Cost. Tình trạng hoạt động tốt cho các bạn, hoạt động tốt ha. Và các bạn lưu ý cho mình là cái dạng thân ti lục giác như thế này là cái dạng chịu lực nhiều, chịu lực lớn nhất nha các bạn. Không có dạng chịu lực lớn. Ok. 150.000 đồng giá luôn các bạn. Đến từ UK. Ok. Bên đây nó có bạc number đầy đủ này hết. Tình trạng chưa có vệ sinh nè, nó dính bẩn bẩn như dơ. Ok, 150.000 cho cái súng bắn silicon của anh đó. Cụ mở ống góc hẹp các bạn, mở ống góc hẹp chuyên dùng để mở những cái con eco ở trong những cái vòi nước bồn Romania này kia đó ha. Và cái đầu nó lắc léo khá linh hoạt để chúng ta thao tác trong những cái vị trí như vậy các bạn. Và ngoài ra cái phần cán này chúng ta có thể tăng chỉnh nó 4 cấp để tăng cái chiều dài đến mức tối ưu nhất ha. Tổng chiều dài khi mà chúng ta kéo hết mức ra thì nó được 46 cm, 46 cm. Phần thân vuông này là 19, thân trong là 15 rưỡi, 15 rưỡi. Đầu bằng thép rồi, dạng một cái dạng mỏ lết răng ha, một cái dạng mỏ lết răng khá là đẹp, khá là đẹp. Ok. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 300k, 300k các bạn. Okay. 300.000 cho cái dụng cụ mở vòi nước góc hẹp. Tình trạng còn khá đẹp nha các bạn. Khá đẹp ha. Một cái súng bơm mở đến từ Yamada, Made in Japan. Và tình trạng cái này là mới tinh chưa sử dụng luôn các bạn. Cái này là mới tinh chưa sử dụng nha. Vòi mềm ha, sử dụng vòi mềm Yamada. Đây. Cái này thì nó sử dụng cái ống mở sâu nha các bạn, sử dụng ống mở sâu Yamada. Đây, Made in Japan ha, mới tin chưa sử dụng, chưa có một cái tí mở nào hết nha các bạn, chưa có tí mở nào hết ha. Đây, chúng ta dặn cái mở sâu vào đây mà chúng ta sử dụng thôi ha. mới tin chưa sử dụng. Dây của Yamada đây mà, dây của Yamada luôn. Ok. Cái dụng cụ bơm mở của Yamada này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. 380.000. Này thuộc dạng là ống to nha các bạn nha. Ống này có đường kính là 60 ly. 60 ly. Và có chiều dài là 31 cm, 31 cm. Nhắc lại cái này nó dùng mở sâu ha, mở sâu. Để chúng ta có thể sử dụng mua những cái mở sâu và chúng ta lắp vào để chúng ta sử dụng thôi. 380.000. Rồi, cắm vào. Xe đẩy hàng mini. Một cái xe đẩy hàng mini của Nhật các bạn. Thương hiệu là Yamazen, Yamazen. Và tải trọng của nó chỉ được 80 kg thôi các bạn.
80 kg thôi, tình trạng còn rất là đẹp, rất là đẹp ha. Tay cầm mạ chrome có chiều cao từ mặt sàn lên tới phần tay phía trên là khoảng 67 cm, chiều rộng của cái ván đẩy này là 39 và chiều dài của nó chỉ có 44 thôi, khá là khiêm tốn. Nhưng mà nó có cái ưu thế là nó nhỏ gọn để chúng ta có thể sắp di chuyển và xếp gọn lại như thế này. Khóa ở đây nha các bạn, nó có cái lẫy khóa chỗ này, chúng ta đẩy vào chúng ta khóa. Phía sau dưới này nó có hai cái bánh cố định và hai cái bánh xoay, hai bánh cố định và hai bánh xoay. Một số cái vị trí nó bị cấn, đây là những cái phần xương chịu lực thôi các bạn, nó bị cấn nhựa mà khi vận chuyển về nó bị cấn một vài cái vị trí không tránh khỏi. Tuy nhiên là không có bị nứt bể vỡ, cũng như là bánh xe hoạt động tốt, không có bị quá tải hay là bị méo mó xô lệch gì hết ha. Tình trạng là khá là đẹp, khá là đẹp nha. Đây là cái lẫy khóa là khi chúng ta gấp lại nó gọn như thế này, gọn như thế này. Ok. Và cái ván đẩy này nhắc lại là tải trọng 80 kg thôi ha, 80 kg tương đương với một cái người lớn ha. Ok. Giao lưu cho các bạn với giá là 450.000 các bạn. 450.000. Chiều cao từ bánh lên tới mặt, chiều cao từ bánh lên tới mặt này chỉ có khoảng 12 cm các bạn, 12 cm, thích hợp cho chúng ta đi giao những cái đồ gọn nhẹ, chúng ta gấp gọn lại chúng ta để trên xe ô tô, và chúng ta đi siêu thị đó chúng ta đem theo, chúng ta mở ra chúng ta bỏ những cái đồ nặng lên đây. Tải trọng 80 kg thì các bạn rất là thoải mái để chúng ta di chuyển ha, đẩy hoặc là bỏ em bé này đẩy, nếu mà nó đi chân chơi nó mỏi chân quá bỏ lên ngồi đây đẩy. Rất là thú vị, rất là vui. 450.000 các bạn. Không sử dụng, xếp gọn lại và rất là gọn ha, rất là gọn, 450.000. Một cái Eto kẹp bàn của Nhật, thương hiệu là Aeron, và tình trạng cái này là mới tin chưa sử dụng nha các bạn, mới tin chưa sử dụng. Một cái Eto của Aeron mới tin chưa sử dụng các bạn. Ha, made in Japan. Made in Japan ha. Sơn zin 100%. Đây cái hàm nữa các bạn. Độ dài hàm là được 63 ly. Có mặt đe, có mũi đe và có phần kẹp ống. Nó là cái dạng Eto đa năng, dùng để kẹp bàn thao tác. Dùng để kẹp bàn thao tác. Ok. Tình trạng là sơn zin 100%, mới tin chưa sử dụng. Mở hàm các bạn. Mở hàm. Tình trạng là đã vệ sinh và tra vào dầu vào những cái vị trí cần thiết mà chúng ta sử dụng đó. Mặt không có độ rơ hết nha các bạn. Mặt chưa có một cái vết cấn, vết kẹp nào hết. Đây, chưa có một cái vết cấn nào hết. Một cái Eto của Aeron chuẩn Nhật và mới tin chưa sử dụng. Cái này Zalo cho các bạn với giá là 600.000. 600.000. Mở tối đa của nó khoảng tầm 50 ly. Và cái độ mở tối đa của phần chân kẹp bàn này nó hơi gắt gắt cái này để chút xịt cho nó miếng dầu. Độ mở tối đa của phần kẹp bàn này là nó được cũng 50 ly các bạn, 50 ly luôn. Ok. 600k cho cái Eto kẹp bàn của Aeron Nhật, tình trạng là mới tin chưa sử dụng. Mới tin chưa sử dụng. Độ dài hàm là 63 ly ha, 63 ly. Tình trạng một cái Eto kẹp đa năng thích hợp cho chúng ta dùng để kẹp những cái chi tiết nhỏ trong gia đình, làm những cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp ha. 600.000 cho cái Eto kẹp bàn. Một cái viên đá mài lưỡi bào, tình trạng còn khá là đẹp các bạn, còn khá là đẹp. Những cái vết mẻ nhăm nhăm ở cạnh này do vận chuyển về thì không thể tránh khỏi vì nó không còn cái hộp bảo vệ. Tuy nhiên là cái mặt nó còn khá là phẳng nha các bạn. Kích thước của cái viên đá này như sau. Chiều ngang là 52 ly. Chiều dài 150, khoảng 152 ly. 152 ly. Và độ dày của nó là 27 ly các bạn, 27 ly. Cũng mặt còn phẳng hết ha, cả hai mặt còn phẳng hết rồi, cả hai mặt chính nó còn phẳng hết. Một cái dạng đá mài bùn các bạn, dùng để mài lưỡi bào hoặc chúng ta có thể dùng để mài dao, mài bén các bạn, mài bén đó, mài bén.
Cái này giao luôn cho bạn với giá là 250.000 ha, 250.000 một cái viên đá mài bùn. Size này cũng thuộc dạng là size trung trung, không phải là size nhỏ như cái dạng mini. Những cái viên đá mà tặng kèm theo máy thì nó bé hơn, size nó bé hơn cái này nhiều. 250.000 cho viên đá mài. Ok, mài lưỡi bào chúng ta dùng để mài bén dao rất là ok ha. Một cái kèm bấm chết đến từ Tokyo và thương hiệu là Kakuta. Tình trạng cũng gần như mới các bạn, tình trạng cũng gần như mới nha. Và nó là cái dạng miệng thẳng ha, thích hợp chúng ta kẹp những cái cạnh bu lông hoặc là những cái tấm lai đấy, vân vân. Miệng thẳng rồi, miệng thẳng. Mã là NO15. Độ dài nó chắc khoảng tầm 150 thôi. Chính xác là 20 cm ha. 20 cm. Ok. Một cái kèm đến từ thương hiệu Kakuta của Nhật ha. Tokyo, sản xuất ở Tokyo nè. Miệng phẳng ha, miệng phẳng. Ok. Đây. Miệng phẳng, một cái dạng miệng thẳng. Thì thích hợp các bạn kẹp la, kẹp bu lông hơn là chúng ta kẹp những cái đồ cong tròn thì nó không có tối ưu lắm nha các bạn. Ok. Cái này giao luôn cho các bạn với giá là 250.000, 250.000. 250.000 cho cây kèm chết của Nhật. Tuy là nó không có sắc sảo, không chất lượng, không có xịn sò bằng những cái cây Vitrip của Mỹ được. Nhưng mà mình nghĩ với cái chất lượng của Nhật và với giá thành hợp lý thì chúng ta vẫn có thể mang ra cày tốt các bạn ha. 250.000 cho cây kèm bấm chết của Nhật. Sản xuất ở Tokyo. Một cây búa đồng và được gia công những cái cạnh vát cạnh, vát cạnh. Trọng lượng của nó là hơn 500 gram các bạn, hơn 500 gram. Đây cái đầu này. Còn khá đẹp nha, đồng đỏ nha, chất liệu đồng đỏ của Nhật ha, cán zin các bạn, cán zin còn sáng màu ha, không có bị lỗi, không có bị tét, bể vỡ gì hết ha. Một cây búa đồng niêm hiệu size. Mặt búa còn tương đối mà, còn tương đối không nở quá nhiều. Ok. Cái búa đồng của Nhật này giao lưu cho bạn với giá là 220.000. 220.000. 220.000 cho cây búa đồng của Nhật các bạn. Ha, khá đẹp, còn khá đẹp. Tại vì đồng mà nó mềm, chúng ta dùng nhiều cái đầu nó sẽ nở các bạn. Cái đầu này sẽ nở tè ra. Và lúc đó chúng ta về muốn thẩm mỹ thì chúng ta phải xử lý lại hai cái phần nở ở đầu. Tuy nhiên cái cây này thì chưa có xử lý gì hết các bạn. Về nó còn nguyên trạng nó như vậy luôn. Mình chỉ vệ sinh những cái phần dơ dơ ở trên đầu đó thôi. 220.000 cho cây búa đồng hơn 500 gram các bạn. Hơn 500 gram. Một cặp đôi gần hoàn hảo, một cặp đôi gần hoàn hảo ha. Một cái dụng cụ tăng dây, và cái này các bạn có thể dùng để tăng dây thép hoặc là dây nhựa ha. Dây thép hoặc dây nhựa đều được các bạn. Đây, có một số bác hỏi mình là cái dụng cụ tăng dây thép thì mình có tăng dây nhựa được không? Thì cái dây thép thì nó nặng hơn là cái dây nhựa, thì vì cái dụng cụ này chúng ta tăng được thì đương nhiên là cái dây nhựa mình sẽ có thể dùng được. Ngược lại nếu mà cái dụng cụ tăng dây nhựa mà chúng ta qua tăng dây thép thì có thể là cái lực nó không đảm bảo ha. Ok. Đây cái thương hiệu nó đây các bạn. Đây. Của Nhật ha. Khá là đẹp các bạn, khá là đẹp nha. Osaka Japan nha, Osaka Japan. Logo trên đầu đây. Và có cái vị trí cắt dây luôn nha các bạn, cắt dây luôn. Dây luôn. Đây là kẹp nè, kẹp một đầu dây nè. Đây kẹp đầu dây nè. Khi tăng vào thì mình nhấc cái dây lên. Và cuối cùng là chúng ta đưa vào chúng ta bóp cót. Cái bóp cót này nó có size 19 các bạn. Size nó có size 19 ha. Size 19. Đây, cũng cùng thương hiệu các bạn ha, cùng thương hiệu luôn. Cặp đôi. Cặp đôi hoàn cảnh mà. Ok. Cái bộ này giao lưu cho các bạn với giá là 650.000 ha, 650.000. $650.000.
chiều dài của cái cây bóp cót này. Đấy. Cây bóp cót có chiều dài lên tới 42 cm các bạn, 42 cm. Đây. Ở đây chúng ta có cái điều chỉnh, điều chỉnh cái độ bóp sâu cạn của cái miệng kẹp phía trên nữa đó. Ok, 650.000 cho cái bộ này. Một cái cặp móc tăng cáp phải nói là rất là xịn sò với cái kiểu dáng thiết kế độc đáo đặc biệt đó các bạn. Một cái cặp móc tăng cáp, một cái móc tăng cáp, tăng cáp tăng xích cũng được ha. Chất liệu của những cái đầu móc này là bằng inox và cái phần thân ở giữa này là bằng đồng các bạn. Bằng đồng và thiết kế của nó là lệch trục, lệch trục. Tức là hai cái phần trục này nó làm thiết kế lệch nhau. Ưu điểm là chúng ta sẽ tăng được cái hành trình nó dài hơn những cái dạng tăng móc bình thường. Đối với những cái móc tăng bình thường thì chúng ta vẫn có hai đầu, một đầu răng thuận, đầu răng nghịch. Và khi mà nó đồng trục, đồng tâm như thế này, khi chúng ta siết hết hành trình, hai cái trục cốt này nó sẽ chạm với nhau, đối đầu. Chính vì vậy thì chúng ta bị hạn chế về cái độ, cái hành trình chạy của nó. Cái này nó thiết kế lệch trục qua thì chúng ta sẽ có cái hành trình nó dài hơn. Đây là cái cây tăng hết mức ra và cái cây này là cái cây thâu hết mức lại để mình đo cho các bạn về cái hành trình của nó. Khi mà nó tăng hết mức cũng như thâu hết mức là nó còn 20 cm, và khi chúng ta kéo hết mức ra là nó dài lên tới 30, gần 31 cm các bạn ha. Chứng tỏ nó hành trình nó đi thâu rất là dài. Và đặc biệt là cái phần thân ở giữa này là bằng đồng nha các bạn, đồng mạ. Đồng mạ chrome, cái nước đồng nó lầu ra như thế này. Và cái 500 này toàn, cái inox này toàn bộ là không hít 500 nha các bạn. Cái này có thể ứng dụng, họ dùng ở trên tàu biển một cái vị trí nào đó, để những cái môi trường khí hậu khắc nghiệt nó không có bị ảnh hưởng, gây rỉ sét vân vân. Và ưu điểm của cái phần thân bằng đồng này nó cũng giúp cho cái việc mà cái trục thân vít me nó di chuyển nó mượt mà hơn. Ok, cái cặp này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000 ha, 380.000 cho cái cặp móc này. Cái móc này nó có cái lỗ 20 ly, thân này là nó được 9 ly nha các bạn, 9 ly. Phần thân vít me của nó là cũng là 9 ly các bạn, 9 ly ha. Ok, nhắc lại 380.000 cho cái cặp móc đặc biệt. Ok, 380.000 cho cái dụng cụ tăng cáp, tăng xích cũng được ha. Okay. Một cái xẻng xếp, xẻng cuốc nha các bạn, vừa xẻng vừa cuốc luôn, cái dạng xẻng cuốc gấp, xẻng cuốc gấp. Khi chúng ta gấp gọn nó lại thì nó có chiều dài lên tới 53 cm, cán gỗ ha, rất là cổ điển. Và còn một ít cái màu sơn xanh như kiểu màu sơn quân đội vậy. Đây cái thương hiệu nó nằm đây ha, đóng chữ da băng của Nhật nha các bạn. Okay. Khá là dày nha, cái lưỡi xẻng này nó dày lên tới 2 ly các bạn. Độ dày cái lưỡi xẻng này được 2 ly nha. Thiết kế nó giống như những cái xẻng xếp của Mỹ vậy đó. Cũng là có cái con vặn ở đây. Để chúng ta vặn lóc. Khi các bạn sử dụng chức năng xẻng ha, chúng ta đưa lên chúng ta vặn như thế này. Lóc lại và chúng ta thao tác. Thì bạn nào đã mua cái bao xẻng gấp của mình, trước đây mình có giới thiệu những cái bao xẻng gấp của quân đội á, năm 1972 đó, thì các bạn có thể cho cái này vào, nó vừa đó các bạn, nó vừa với cái xẻng, cái bao xẻng đó đó. Ha, chúng ta cho vào và cái phần cán nó sẽ lồi ra. Thích hợp cho bạn dùng đi cắm biên cắm trại, sưu tầm và sử dụng. 380.000 cho cái cuốc xẻng xếp nha các bạn, 380.000 một cái cuốc xẻng xếp. Thì cái vị trí cuốc thì chúng ta cũng thao tác tương tự như cái phần xẻng này đó. Thì chúng ta cần chúng ta sẽ bật nó lên. 380.000. Này, bật nó lên. Bật ở vị trí ngang như thế này. Chúng ta thao tác lóc nó. Này, cuốc hai đầu các bạn. Ok. Đây. Ba trăm tám mươi ngàn cho cái cuốc xẻng xếp của Nhật các bạn, tình trạng còn khá đẹp nha. Cái cặp ke mini các bạn,
một cái cặp ke mini rất là dễ thương ha. Và tình trạng của nó là gần như mới các bạn. Lúc mang về thì nó còn cả gói cả giấy dầu các bạn, còn dính cả giấy dầu luôn. Tuy nhiên nó có những cái đốm rỉ rỉ này do nó bị dính nước, nó bị để dính nước rồi. Kích thước của nó như sau. 30 gần 32 các bạn. Gần 32. Cạnh nó là 32. Và chiều dài 42, chiều dài 42. Một cái cạnh góc vuông nhỏ, đó các bạn ha. Và đây là cái cạnh góc vuông lớn ha, một cạnh góc vuông lớn và hai cái cạnh chữ nhật hai bên. Dùng để kẹp hay đạp phôi gì đó. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Phẳng hết các mặt các bạn, mà cả 6 mặt họ đều gia công mài phẳng mặt hết rồi, mài phẳng mặt hết. Ok. Như mới ha, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Cái cặp này giao lưu cho các bạn giá là 350.000 ha. 350.000. Chúng ta có thể dùng nó như những cái gối đe chấn mini nhỏ nhỏ các bạn ha, dùng chấn một số chi tiết nào đó nó phù hợp. Ke góc vuông, ke góc vuông. Chuẩn chính xác nha các bạn, chuẩn chính xác luôn ha. 350.000 cho cái cặp này. Một cây mỏ lết dán offset đến từ nhà Rigic của Mỹ, và cái này thuộc thế hệ thứ hai các bạn. Cái này cái đời này logo Rigic chữ D và chữ G nó xếp chồng lên nhau. Nó thuộc thế hệ thứ hai. Và đây là một cây mỏ lết dùng để mở bù lông chứ không phải là để mở ống nha. Thiết kế miệng của nó là miệng góc cạnh thôi, cạnh phẳng ha. Dùng để mở bu lông eco rồi đó. Ok. Mã là NO110, sản xuất ở Ohio, Mỹ nha các bạn. Nhắc lại nó là một cây mỏ lết đời thế hệ thứ hai, size 10 inch, 10 inch tương đương khoảng 250 mm các bạn. Khá là cổ điển nha, cái cây này khá cổ điển. Và tình trạng miệng nó còn khá là đẹp, thân là thân thép nha các bạn, thân thép đây. Miệng nó còn khá là phẳng và đẹp ha, khá là phẳng và đẹp. Độ mở khắc rất là to các bạn thấy không, độ mở rất là to. Chúng ta có thể dùng cho những cái bu lông nó to lên tới gần 60 ly các bạn, 60 ly ha. Như chúng ta, và cái độ mỏng nó có cái độ mỏng các bạn, như kiểu những cái con để kết nối những cái ống nước nó có những cái cạnh bu lông lớn, thì chúng ta dùng cái dạng này để chúng ta mở nó là cũng một cái dạng kết hợp với những cái mỏ lết răng. Thì cái cây này nhắc lại là thế hệ thứ hai của Rigic, của nhà Rigic. Thế hệ đầu tiên thì cái chữ, cái kiểu dáng nó độc đáo hơn nữa rồi. Và cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 390.000, 390.000. Okay. Tuy là nhỏ nhắn thôi nhưng mà kiểu dáng cái mẫu này cũng là hiếm bắt gặp các bạn, cũng là hiếm bắt gặp. Thứ hai nữa là nó thuộc vào cái thế hệ thứ hai của Rigic. Thế hệ đầu tiên thì sản xuất khoảng năm 1930, bắt đầu sang cái thế hệ này, cái logo nó vẫn còn cái mẫu giống như cái đời đầu. Và sau này là có một số cái tiếp nối. Ok, 390.000, 10 inch, 250 mm, độ mở miệng 60 cm là tối đa ha, 60 mm rồi cm rồi. Một cây búa đặc biệt và một cái mũi đục cũng không kém phần đặc biệt các bạn nha. Đây là một cái dạng búa thay đầu, và thường cái hiệu này đến từ Úc các bạn, cái mẫu này đến từ Úc. Cái đầu búa này họ ghi là, trong đây họ ghi là lit more hammer, tức là có dạng nhiều cái đầu búa để chúng ta thay thế. Tuy nhiên lúc về thì nó chỉ còn một cái đầu nhọn như thế này thôi, như kiểu những cái dạng mà gõ sỉ này kia đó ha, gõ sỉ hay là gõ đá địa chất này kia đó. Thì khi mà chúng ta muốn thay thì chúng ta nhấn cái chốt này xuống thì nó sẽ giải phóng cái viên bi, và chúng ta sẽ cho cái mũi vào. Nó có hai cái nấc tăng chỉnh được cái đầu, cái mũi đầu búa. Đấy. Thép nha các bạn, đầu này bằng thép như kiểu hình viên đạn vậy đó. Nhìn ở trong nó giống như cái viên đạn vậy đó. Và cái thân nó là cái cạnh lục giác 13 ly các bạn, cạnh lục giác 13 ly. Cái mặt đóng cũng còn khá là đẹp ha, mặt đóng cũng còn khá là đẹp. Ok, chiều dài cây búa này, chiều dài cây búa này là 25 cm, 25 cm. Một cây búa rất là đặc biệt các bạn.
250 ngàn cho cây búa này, 250 ngàn cho cây búa này. Và cái mũi đục này của chúng ta, nó là một cái dạng mũi đục dùng để chặt đá các bạn, chặt đá. Ở trên đây họ tháp một cái miếng hợp kim các bạn thấy không, và cái phần ống ánh thau đây, toàn bộ đây là bằng thau các bạn. Khi mà họ tháp cái miếng hợp kim này vào cái phần thân thép đúc này thì chúng ta phải họ dùng cách hàn thau để ghép cái miếng hợp kim này vào. Kích thước của nó như sau, cái này gần như mới các bạn, cái miếng này gần như mới. Kích thước của cái miếng hợp kim này nó hơn 50 ly, hơn 50 ly. Tổng chiều dài của cái mũi đục này 92 ly, 92 ly. Nó là cái dạng đục để chẻ đá đó mà. Họ dùng để chẻ những cái phách đá này kia đó. Và chúng ta có thể dùng ứng dụng nó để chúng ta cạy sủa những cái gì đấy rất là ngon, tại vì cái hợp kim này nó cứng, nó không có bị mòn. Nhưng mà các bạn nên cẩn trọng khi mà chúng ta làm rơi nha. Nếu chúng ta làm rơi có thể tức nó bể vỡ. Lý do là cái hợp kim nó sẽ cứng nhưng mà nó sẽ có cái độ giòn. Nếu chúng ta không bảo quản tốt thì nó dễ dàng bị hỏng. Ok. Và cái mũi này giao lưu cho các bạn với giá là 180 ngàn thôi. 180 ngàn. Ok. 250 ngàn và 180 ngàn. Phải cười nghe mới được. Bánh cước inox sợi mịn. Đường kính 160 và lỗ cốt là 25 ly 4. Là hôm nay mình lại về được một ít nữa các bạn. Và bạn nào trong những video trước của mình vẫn chưa lựa chọn được sản phẩm này thì hôm nay chúng ta có thể lựa chọn. Nhắc lại, nó là sợi cước inox mịn, chúng ta dùng để đánh tuôn, vệ sinh những cái đồ tương tự như thế, rất là ngon các bạn, rất là ngon. Và những cái bánh này nhắc lại là hàng đã qua sử dụng rồi, chứ không phải là mới tinh 100% nha. Hàng đã qua sử dụng rồi. Lỗ cốt là 25 ly 4. Các bạn về chúng ta, nếu mà dùng cái máy nhỏ thì chúng ta thả cái sợi mì vào đây. Thế thôi. Ok. Giá giao lưu vẫn là 100 ngàn một cái các bạn. 100 ngàn một cái ha. Đường kính nó là 160. 160. Lỗ cốt là 25 ly 4. 100 ngàn một cái nha các bạn. 100 ngàn một cái. Sợi inox mịn nha. Inox mịn. Ok. Một cái dây đai an toàn làm việc trên cao của nhà Sanco. Tình trạng còn khá các bạn, chưa có vệ sinh nha. Sanco. Dây màu xanh quân đội ha, dây màu xanh quân đội của Nhật nha các bạn. Và cái dây với cái móc an toàn này, nó là cái dạng dây mềm ha, dây gân mềm, rất là mềm các bạn, rất là mềm. Trên cái móc này, móc có cái móc thầu dây đây. Ok, tình trạng còn khá đẹp ha, tình trạng còn khá đẹp. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 180 ngàn ha. 180 ngàn cho cái dây đai an toàn, là một cái dạng dây cơ bản nhất, đơn giản thì chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ việc đeo vào thắt lưng và có một cái móc để chúng ta móc cố định vào cái vị trí nào đó để chúng ta leo. Và cái chiều dài cái dây này nó khoảng tầm 1,5 m các bạn. Cái dây này, dây và móc này nó dài khoảng tầm 1,5 m thôi. Thì mình cũng có một cái tương tự như thế này, thỉnh thoảng mình leo lên mình tỉa những cái cây ở nhà thì mình cũng sử dụng những cái dây thế này. Thứ nhất là nó gọn nhẹ, nó không có quá rườm rà phức tạp thôi, thì chúng ta làm những cái việc tác vụ nó đơn giản thì chúng ta có thể dùng cái này. Nó cũng vừa phải, vừa đảm bảo được an toàn mà nó không quá đắt tiền. Giá hợp lý ha, 180 ngàn thôi. Dây của Nhật nha các bạn, dây của Nhật ha. Ok. Một cái khung xe tháo từ máy hút chân không của Nhật các bạn. Thì cả nhà nó có 4 anh em nhưng mà 3 người anh đã đi làm xa rồi, đi công tác xa rồi, còn lại một mình nó thôi. Thì tình trạng cái em này là có dị tật ở bánh xe, có nhiều cái dị tật ở bánh xe. Chính vì vậy là cái mức giá giao lưu cho các bạn, giá cũ là 200k. Giá hôm nay chỉ còn có 180 ngàn nữa các bạn. 180 ngàn thôi. 180 ngàn giá khuyến mãi cho các bạn chúng ta. Và nhắc lại, cái khung này có trọng lượng khoảng tầm 4,5 kg nha các bạn. Sắt ống nhưng mà nặng tới 4,5 kg thì các bạn biết độ dày nó như thế nào rồi. Và phí vận chuyển cho cái này là nó rơi vào khoảng 50 ngàn đồng giá toàn quốc. Tuy là trọng lượng nó chỉ có 4,5 kg thôi nhưng mà do kích thước quy đổi các bạn, họ tính cái phí vận chuyển là nó rơi vào 50 ngàn đồng giá toàn quốc. Ok.
các bạn cân nhắc khi lựa chọn cái này. Và cái phần ống chính này nó có cái phi lên tới gần 20 ly các bạn, 20 ly và ống khá là dày. Những cái bát này nó có độ dày lên tới 6 ly. Kích thước của nó mình đo lại cho các bạn như sau. Một cạnh này là 30 cm, một cạnh này là 31, và chiều cao tính từ mặt bánh xe lên tới phần trên này là 53. Tích hợp cho các bạn làm những cái kệ để đồ hay là những cái ghế ha. Nếu mà ghế thì chúng ta sẽ thay thế bánh xe, hoặc chúng ta đặt cố định thì chúng ta có thể bỏ những bánh xe này đi, thay bằng những cái núm cao su nào đó để chúng ta đặt cố định. Ok, 180.000 cho cái khung này, nặng 4,5 kg nhưng mà phí vận chuyển tới 50.000, thiệt là đau quá đi. Ok, 180.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cái đe của Pháp các bạn, một cái đe của Pháp. Trọng lượng là 52 kg ha, trọng lượng là 52 kg. Mã của nó là 5717S, model A, model A có chữ A ha. Và cái đe này là cái dáng đe lợn nha các bạn, dáng đe lợn. Ok. Đấy. Một cái đe thép đúc của Pháp và dáng đe lợn ha, hay còn gọi là Big Anvil. Thì cái đe này có kích thước như sau. Tổng chiều dài của nó là được 71 cm, mặt có độ rộng là 125 ly, tức là 12,5 cm, chiều cao là 18,7 cm, gần 19 cm, gần 19 cm. Trên mặt đe có một cái lỗ tròn và một cái lỗ vuông để chúng ta cắm những cái đe phụ các bạn, cắm những cái dạng đe phụ lên. Và cái mặt này đã được phay phẳng rồi, phay phẳng để các bạn về chúng ta chỉ việc thao tác sử dụng thôi. Và giá giao lưu cho cái đe này trước đây mình đã có giới thiệu cho các bạn là 6.200.000. Tuy nhiên trong video clip hôm nay, bạn nào chúng ta chốt cái đe này với mức giá là 6.200.000 sẽ được tặng kèm một cái đôn gỗ lũa gỗ căm xe, chất gỗ căm xe đặc kịch nha. Gỗ căm xe cho các bạn rất là cứng, thích hợp các bạn để ngoài hiên ngoài trời, chịu nắng chịu mưa rất là tốt ha. Trọng lượng của cái đôn gỗ lũa này là nó cũng khoảng tầm 45 tới 50 kg vậy đó bạn, rất khá là nặng nha. Cái đe này nhắc lại là 52 kg, cái đôn này cũng 40 mấy 50 kg. Nói chung là trọng lượng cả hai cái này là trên 100 kg ha. Cộng lại là trên 100 kg. Thì các bạn về chúng ta có một cái đôn gỗ rất là đẹp, rất là mộc để chúng ta có thể bêu cái đe lên. Các bạn có thể về chúng ta làm thêm những cái ke chân cho nó. Hoặc là nếu mà các bạn muốn di chuyển thì các bạn có thể làm cho nó một cái sàn bánh xe đẩy nào đó để chúng ta có thể đẩy di chuyển sử dụng. Rất là đẹp và rất là hợp với cái đe ha. Về kích thước mặt của nó các bạn thấy không? Nhắc lại nha, cái chất liệu gỗ căm xe đặc kịch, gỗ lũa nha các bạn, gỗ lũa. Là những cái phần thân vỏ này nó bị bào mòn theo thời gian tự nhiên. Chứ mình không có nhân tạo nó được đâu, nó kiểu theo tự nhiên nó ăn mòn. Nhìn nó rất là đẹp, rất là art deco ha. Nhắc lại giá giao lưu trong video clip hôm nay, bạn nào chọn cái đe của Pháp dáng đe lợn này, trọng lượng 52 kg, trọng lượng 52 kg, sẽ được tặng kèm một cái đôn gỗ lũa chất liệu gỗ căm xe mặt đặc kịch luôn, 6.200.000 như thế này, chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Ok, cái cục này mà bình thường các bạn đi mua cũng nhiều tiền đó nha. Ok, một cái dụng cụ ép nhiệt của Mỹ các bạn, một cái dụng cụ ép nhiệt của Mỹ. Và với hiện trạng của nó là cái phần nhiệt này nó bị hỏng các bạn, nó bị hỏng cái phần nhiệt nha. Và bây giờ mình bán thanh lý cho các bạn xem như là chúng ta chỉ mua một cái bàn ép thủ công ha, ép thủ công, hoặc là các bạn muốn về chúng ta chế cháo nó thành một cái bàn ép hay là gò ton gì đó, nhìn kiểu dáng nó rất là mềm mại, rất là đẹp nha các bạn, rất là mềm mại, rất là đẹp này. Có số đóng trên đây. Thì thường cái con này đến từ thương hiệu Collin của Mỹ rồi. Thường là nó sẽ đến từ hãng Collin của Mỹ. Nó có mã số trên đây nè. Thì
kiểu dáng nó rất là đẹp các bạn thấy không. Ban đầu thì nó sẽ có phần ép nhiệt trên nhiệt dưới, nó đưa hai cái đường dây về chung một cái một mối ha. Thì hiện trạng của nó là mình báo cho các bạn là cái phần nhiệt này của nó bị hỏng hóc rồi, xem như là mình bán cái phần cơ thôi ha, không tính phần nhiệt. Trọng lượng cũng khá nặng nha các bạn, cái phần khung của nó là thép đúc ha, thép đúc hay là gan đúc gì đấy, nhưng mà chất liệu thì chắc chắn là phải rất là xịn sò rồi, hàng của Mỹ mà. Ok, cái này giao lưu cho các bạn 350.000, 350.000 một cái khung ép không còn nhiệt nữa ha, chỉ ép bình thường thôi ha. Giống như kiểu mình giá ép đó, giờ mình không có cái nhiệt thì mình đưa cái trái piston vào mình đốt nhiệt, như kiểu các bác mà chuyên gia ép bánh xe hồi xưa mình vậy đó. Hoặc là một số bạn á, thì mình thấy là hồi trước mình có giao lưu cho một cái bạn nó chuyên làm đồng gò ton, những cái dạng xe ô tô, xe máy cổ điển đó, thì cậu ấy về chúng ta cậu ấy cải tạo lại thành một cái dụng cụ dùng để cán ton các bạn, ép những cái con rulo xuống, chế cho nó cái phần giá khung bắt cố định, ép những cái con rulo xuống để đưa những cái bọng dè vào để lăn cán, cái dạng rulo cán á, ép những con rulo xuống, cái mình cầm cái tấm ton mình kéo kéo thôi, tự động nó sẽ lăn lăn, nó uốn cái tấm ton theo cái góc cái form mà mình muốn. Và với cái kiểu dáng rất là cổ điển, rất là đẹp của cái khung ép này thì các bạn tha hồ mà sáng tạo với nó ha, 350.000 thôi, rất là hợp lý ha, rất là hợp lý, một cái lựa chọn phải nói là ba trăm rưỡi ngàn. Lượng của cái khung này là 7,5 kg nha các bạn ha. Chính vì vậy tiền ship của chúng ta là 50.000 đồng giá toàn quốc, 7,5 kg, khá là nặng và chất lượng nha các bạn. Đèn kẹp đến từ thương hiệu Toshiba của Nhật các bạn. Kiểu dáng cổ điển ha, chó bằng đuôi bằng nhôm, nhôm đúc, chó này bằng ton, chó bằng ton. Và cái đèn này nó sử dụng, ban đầu nó sử dụng cái bóng lớn các bạn, sử dụng cái bóng lớn, dây nguồn còn khá là dài và to, cái cuộn dây các bạn thấy nó hoành tráng không. Thì cái này đuôi nó bằng sứ các bạn, mình có tặng kèm cho các bạn một cái adapter chuyển đổi để các bạn về chúng ta mua những cái bóng led tương tự như thế này, các bạn lắp vào cho mình là các bạn có thể sử dụng được nha. Ok, một cái đèn size lớn đến từ nhà Toshiba của Nhật, tình trạng khá đẹp, nguyên zin chưa vệ sinh nha, nguyên zin chưa vệ sinh, lòng bảo vệ Toshiba ha, Toshiba. Cái này bằng nhôm, cái này bằng ton, chân kẹp, dây nguồn khá là dài và bự nha các bạn, dây này to ha, dắt cắm này. Cái đèn này giao lưu cho các bạn với giá là 390.000, 390.000 các bạn. Chưa bao gồm cái bóng nha, cái bóng led đó mình bỏ ra mình thử cho các bạn thôi nha. 390.000. Cái này nó dài chắc khoảng tầm 8 m các bạn ha, 6 m tới 8 m, dây to nha. Tokyo Japan 390.000 cho cái đèn. Ok. Bạn về chỉ việc mua cái bóng led thả vào là sử dụng thôi. Ok. Do cái lý do thời gian không kịp nên cái video hôm nay tạm quản về vấn đề đồ hơi cũng như là thiếu biết một vài cái sản phẩm đồ điện. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bên TV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.